B500 mới về thêm được một chiếc xe đời cao rồi nhá. Sản xuất năm 2018 các bạn. Đấy, chiếc xe có thể là làm trợ góp được luôn đây này. Đấy, số tự động và động cơ của nó chỉ có máy 1.5 thôi. Đấy, vô cùng là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Chiếc xe là mang tên là Mazda 2 nhá. Mazda 2 sản xuất năm 2018, đăng ký lần đầu cũng là 2018 luôn. Và chiếc xe này là một chủ từ đầu sử dụng biển 15. Tên tư nhân chính chủ biển 15, mua từ lúc đập hộp luôn các bác nhá. Và xe thì mới chạy được có hơn 2 vạn thôi. Mới chạy được có hơn 2 vạn thôi nhá. Xe còn mới kính quang luôn. Và chiếc xe thì tất nhiên sẽ còn zin đét thôi. Những cái mẫu xe đời thấp các bác biết là em cũng bán toàn xe không lỗi thôi, chứ nói gì đến những cái mẫu xe đời cao như thế này, đúng không ạ? Bên em bảo hành và cam kết cho các bác em mình, đối với những chiếc xe bên em bán là xe không bị đâm xô, không bị va chạm, không bị ngập nước thủy kích nhá. Và bên em sẽ bao cho các bác mình những vấn đề tiếp theo là máy số là còn nguyên bản, máy số chưa bổ. Đấy, máy số còn chưa bổ nhá. Máy số nguyên bản. Và lớp sơn của chiếc xe này thì còn cực kỳ là nhiều. Trên 90% là sơn zin. Trên 90% là sơn zin luôn. Xe có lớp sơn màu trắng. Nhìn rất là bắt mắt luôn. Một mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật. Form dáng rất là đẹp. Form dáng nhìn rất là cá tính luôn. Chiếc xe này thì có thể là phù hợp đối với một số những cái chị em. Đấy, một số chị em hoặc là kể cả như là một số những các bác mà đi ở trong đường phố mà cần phải luồn lách thì đây là một chiếc xe quá phù hợp luôn nhá. Như các bác biết thì như mẫu xe Mazda 3 đúng không ạ? Mazda 3 mà cùng đời thì sẽ đắt hơn và sẽ nhiều tiền hơn rất là nhiều. Nhưng Mazda 2 thì nó sẽ rẻ hơn các bác nhá. Nó sẽ rẻ hơn một số tiền. Thì đối với cái mẫu xe này bên em sẽ bán dao động là tầm khoảng 450 mấy triệu. Nói chung là về giá cả thì các bác hãy liên hệ cho bên em để có một cái giá ưu đãi, một cái giá tốt nhất các bác nhá, một cái giá tốt nhất thị trường. Bãi bên em thì luôn luôn có trên dưới 100 mẫu xe các loại. Trên dưới 100 mẫu xe các loại luôn nhá. Đấy, Cerato này, Vios này. Đấy, rất nhiều luôn. Đấy, cực kỳ là nhiều luôn nhá. Các bác xem video của bên em thì hãy để lại cho bên em một lần like. Đấy. Và hãy để lại một lần đăng ký kênh nhá. Để mỗi khi video nào em đăng lên, các bác đều được tiếp cận, đều được hiển thị trên màn hình điện thoại của các bác, để các bác nhà mình theo dõi và tiếp cận sẽ được dễ dàng hơn. Xe thì được trang bị rất là nhiều tính năng. Cái khuôn form ngoại thất cho đến khuôn form nội thất của xe các bác có thể nhìn qua đây, đúng không ạ? Nhìn rất là hầm hố và thiết kế rất là trẻ trung thời trang. Đấy, vô lăng tích hợp bàn phím này. Đấy, màn hình nguyên bản theo xe. Đấy, cần số tự động. Đấy, có một rất là nhiều điều khác biệt ở trên cái dòng xe Mazda 2 này. Đấy, mời các bác nhà mình cùng tìm hiểu về chiếc xe này nhá. Đối với mẫu xe này thì bên em có hỗ trợ trả góp nếu nhà mình có nhu cầu. Ê, bây giờ thì em sẽ đóng cửa lại và quay các bác xem chi tiết cái phần hình thức bên ngoài trước nhá. Các bác hãy xem hết video của em để được cảm nhận chất lượng về xe. Xe vẫn hai chìa khóa nguyên zin. Vẫn hai chìa khóa theo xe nguyên zin luôn nhá. Và nước sơn thì em cũng đã chia sẻ với các bác rồi đúng không ạ? Nước sơn còn cực kỳ là nhiều. Và một dàn lốp của xe vẫn là nguyên theo xe. Dàn lốp vẫn nguyên theo xe nhá. Đấy, dàn lốp vẫn nguyên theo xe luôn. Đây các bác xem này, đây lốp của xe đây ạ. Xe thì bên em cũng vừa mới lấy về. Đây lốp bánh vẫn còn bẩn này. Đấy, mới lau qua bên ngoài thôi, chứ còn thì bánh lốp vẫn còn bẩn luôn. Đấy, quay xong em sẽ cho đi vệ sinh và dọn dẹp. Đấy, khi các bác đến nhà mình xem xe đấy ạ. Thì không có gì để chê nữa nhá. Kể cả bẩn cũng không không chê luôn. Thì bây giờ em mời các bác nhà mình đi chi tiết về chiếc xe này. Một chiếc xe còn zin. Còn zin đét luôn. Chỉ sơn tỉa một vài vị trí thôi các bác nhá. Đây. Tổng thể chiếc xe này đấy ạ. Tổng thể chiếc xe này thì chưa làm lại bất cứ một chi tiết nào ngoài nhá. Các bác lưu ý là ngoài một vài vị trí ở phần chỗ này.
một chỗ vài chỗ ria này, người ta tỉa lại sơn này một chút thôi, và đằng sau cũng vậy. Đấy, một chút thôi các bác nhá. Đấy, sơn zin trên 90% luôn, sơn zin của xe còn lên trên 90% luôn. Đấy, phần đầu của dòng xe Mazda được thiết kế ra nhìn rất là phong cách luôn, đặc trưng của dòng xe Mazda 3, Mazda 2 và Mazda 6 đúng không ạ? Riêng cái phần mõm, đấy, phần đèn thì nó sẽ khác một chút so với những cái dòng xe Mazda 3, Mazda 6 đúng không ạ? Nhưng mà kiểu dáng phần đầu nó thiết kế là gần giống nhau, các bác có thể nhìn thấy đúng không ạ? Tất cả đèn của xe là nguyên zin nhá, đèn trước, đèn sau là còn nguyên zin luôn, nội thất zin, đấy, bốn bánh lốp lắp vẫn còn zin, máy số nguyên bản chưa làm. Đăng kiểm của xe đến tháng 11 năm 2020. Nói chung là sau video này thì em sẽ cho đi đăng kiểm luôn, để các bác nhà mình mua về là có đăng kiểm mới luôn nhá. Đấy, cặp đèn pha này, trang bị đèn led ở giữa nhá, và đèn bi siêu sáng. Một chiếc xe chạy rất là ít luôn. Tí em sẽ quay các bác xem phần order hay còn gọi là opdo đúng không ạ? Chạy trên 2 vạn thôi các bác nhá, mới được có hơn 2 vạn thôi, chạy rất là ít. Dòng này thì gương được tích hợp chỉnh điện rồi, rồi báo rẽ trên gương, đây báo rẽ trên gương luôn, và những cái nút bấm từ đây. Chiếc xe được thiết kế chìa khóa thông minh, chìa khóa thông minh đây nhá, đây, chìa khóa thông minh đây, em đeo cặp quần này, hai chìa khóa luôn, một chìa thì em cất trong nhà và một chìa thì em đang đeo ở cặp quần. Kính của xe được bọc dán 3M hết rồi. Đối với mẫu xe này các bác mình mua về đi luôn rồi nhá. Đầu tư đồ chơi thì chủ xe trước người ta cũng đã đầu tư rồi. Đây, kính zin hết nhá. Tất cả kính xung quanh xe vẫn là còn nguyên zin. Đối với những cái mẫu xe đời cao như thế này thì bên em bảo hành cho các bác nhà mình luôn. Nếu mà các bác nhà mình mua về phát hiện ra lỗi nhá, bên em xin nhận lại xe và hoàn lại tiền 100% cho các bác. Đấy, đối với lại những chiếc xe đời cao như thế này, những chiếc xe mà đời cao thì những cái chiếc xe mà đời 2013 nhá, 2013 trở về trước đó đấy ạ, thì bên em chỉ bảo hành đối với một số những cái chi tiết thôi, còn từ 2013 đến 2018, 2019, 2020 như thế này thì bên em sẽ bảo hành là 100% luôn, bảo hành 100% luôn cho các bác nhà mình yên tâm khi mua xe, đặt niềm tin mua xe của bên em nhé. Và bên em thì có chương trình đổi xe nhé, đổi xe cũ lấy xe mới, đổi xe mới lấy xe cũ, đấy làm sao tạo điều kiện cho tất cả các bác nhà mình thuận lợi khi mua xe bên em. Và bên em thì cũng sẽ là thu nhập mua xe trên toàn quốc luôn, bán này, bán xe toàn quốc và cũng là nhập xe trên toàn quốc luôn. Các bác biết thông tin đâu bán xe thì hãy alo cho bên em nhé, và em đọc số điện thoại để các bác nhà mình lưu lại, khi cần thì hãy alo cho bên em theo hai số 0938586307 và 0389000555. Đấy là những số điện thoại mà các bác lưu ý để khi cần hãy liên hệ. Rồi bây giờ em sẽ quay gần nhé. Chiếc xe có cái cặp đèn còn nguyên zin, cặp đèn hậu, cặp đèn pha là còn nguyên zin theo xe luôn. Đấy, một số vài vị trí như chỗ này thì cũng đã được ốp lốc này, đã được ốp lốc rồi nhá. Xe được trang bị có cam đùi, đây, cam đùi đây. Bên em hỗ trợ hồ sơ để các bác về ra tên nhé. Nếu các bác mà muốn sang tên, đổi chủ đấy ạ, về bất cứ tỉnh nào trên toàn quốc, bên em đều có sự hỗ trợ để các bác mình ra tên được một cách nhanh gọn, một cách nhanh gọn nhé. Còn bác nào mà ở khu vực bên Hải Phòng thì đi lấy chiếc xe này về thì không cần rút hồ sơ nữa, cứ thế là bên em làm hỗ trợ công chứng và đi làm biển làm đăng ký thôi. Đấy, nước sơn zin thì các bác thấy đúng không ạ? Đấy, nước sơn zin nhìn bao giờ nó cũng sẽ có một cái gì đó nó khác so với đấy, những cái mẫu xe mà đã từng làm lại đúng không ạ? Và những cái phần ba bô lê cu lốp có thứ là còn nguyên nhá. Đấy, chỉ đây, chỉ cu lốp có thứ là còn nguyên này, và đây lốp của xe này, lốp của xe và lốp zin nhá, các bác nhìn qua video thì biết ngay đúng không ạ? Lốp đây em quay gần một chút nữa nhá. Đấy, phanh ABS 4 bánh luôn, và phanh
Hoành đĩa trang bị 4 bánh luôn nhá. Thân vỏ tất nhiên thì những dòng xe này sẽ không bao giờ là mục mọt rồi. Và những cái phần bao bô lê này nhá, những cái sần của nó vẫn còn đầy đủ luôn nhá. Đấy, chưa làm lại con nhá. Đấy, nút bấm từ đây. Hình thức bên ngoài của xe thì em quay đến đây thì cũng gần xong rồi. Các bác mình chờ em chút xem quay bên trong nội thất nhá. Đèn gầm này, đèn pha. Chiếc xe zin đét là đẹp luôn. Lốp sơ cua của xe là chưa hạ nhá. Lốp sơ cua còn chưa hạ coi nhá. Đấy, kính của xe thì cũng được dán này, kính trước, kính sau. Rồi kính sườn hai bên này cũng đã được dán bọc dán hết rồi. Đặc biệt là kính đằng sau này là bọc đen hơn này một chút so với kính đằng trước. Em mời các bác xem vào bên khu vực nội thất bên trong của chiếc xe này nhá. Các bác xem video của em mà thấy hay hay là thấy hữu ích với các bác thì các bác hãy để lại một lần like như này. Và các bác hãy để lại một lần đăng ký kênh. Cốp của xe này nhá, cốp xe được trang bị được cốp điện. Các bác bấm vào đây này. Đấy, bấm vào đây. Đấy, khoang cốp đằng sau rất là rộng luôn. Những dòng này thì tất nhiên sẽ rộng hơn những cái mẫu xe y như là i10 hay là những cái chiếc xe Morning đúng không ạ? Rộng hơn rất là nhiều nhá. Đây. Dụng cụ chủ xe trước vẫn còn để nguyên. Được lót làm hai lớp nhá. Lớp ở dưới thì ní như mới rồi. Đây, lốp sơ cua nhá. Lốp sơ cua chưa hạ lần nào luôn. Chưa hạ lần nào các bác nhá. Và tất cả những cái bu lông, những cái bu lông vặn ở khu vực cốp đây. Rồi cánh này, rồi cabo là chưa tháo, chưa vặn các bác nhá. Chưa tháo, chưa vặn gì. Em sẽ giới thiệu các bác mình xem chi tiết đầy đủ về mọi phần của chiếc xe để các bác ở xa đến xem được yên tâm. Em xem được yên tâm nhá. Thì đây bây giờ em sẽ mời các bác xem vào bên trong nội thất của xe này. Đấy, bên trong nội thất của xe này ạ. Chiếc xe có được thiết kế nội thất là màu đen. Bên ngoài là màu trắng. Đấy, màu trắng rất là đẹp. Và bên trong là màu đen nhá. Bên trong nội thất của xe là không có bị xước sát. Không bị xước sát, không bị bong chóc hay là... Nói chung là về bên trong nội thất đấy ạ. Thì tổng thể là không có lỗi. Nội thất bên trong của xe là không có lỗi các bác nhá. Kể cả như bên ngoài, tổng thể xe là không có lỗi luôn. Chiếc xe còn rất là mới. Đây các bác xem này, những cái phần này thì tất nhiên những đời cao nó sẽ còn mới như này. Những cái phần nhựa bậc bệ lên xuống thì cũng không bị xước luôn nhá. Đấy, ghế được trang bị ghế da màu đen và ghế da zin nguyên bản theo xe luôn. Cái dòng này thì được tích hợp những cái phím điều khiển ở phía bên dưới, điều khiển màn hình đấy ạ. Để em đưa ghế lên một chút nhé. Đây, cốp đồ này. Táp lô của những dòng xe Mazda đời cao được thiết kế ra nó nhìn gần gần giống nhau. Như CX-5 này hay là Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6 nhìn nó có một cái phong cách nó cũng thiết kế khá là giống nhau đúng không ạ? Và đây là cửa gió nhá. Đây, cửa gió này. Màn hình nguyên zin theo xe. Xe được trang bị túi khí an toàn làm bên phụ. Và táp lô của dòng xe này là được thiết kế là bằng loại da nhá. Đây là da có nhá. Chỗ này là da này. Đây, chỗ này là nhựa cao cấp. Tất cả những cái bu lông này là chưa vặn nhá. Cái bu lông này là chưa tháo, chưa vặn này. Tiện đây thì em quay luôn cái phần lock cho các bác mình xem luôn. Phần lock cho các bác xem luôn nhé. Chủ xe trước thì cũng đã được bọc da và có tấm lót thảm ở trên rồi. Xe cực kỳ là chất lượng luôn. Tí em sẽ quay các bác xem phần đồng hồ và bật chìa khóa lên các bác xem chi tiết luôn. Và km của xe thì bên em bao luôn cho các bác km chuẩn nhá. Đấy, ghế da nó còn như mới luôn này. Một chiếc xe đẹp như là lập hộp luôn.
đẹp như là đập hộp luôn nhá. Nội thất vẫn còn thơm mùi mới, vẫn còn thơm khét mùi mới luôn. Đấy, trần phào này. Dòng xe Mazda được thiết kế ra rất là thiên về vấn đề là phong cách, rất là thiên về những cái vấn đề hình thức, đúng không ạ? Phù hợp đối với lại những cái mẫu người mà thanh niên, đúng không ạ? Phù hợp với lại những cái đối tượng trẻ tuổi. Tất nhiên thì đối tượng nào cũng có thể là đi được cái dòng này. Đấy, nhưng mà em thấy là thanh niên người ta ưa chuộng hơn. Tiếp theo những cái phần khác nhá. Keo chì của xe thì không mất một phân nào rồi. Đấy, bao cho các bác mình luôn. Mọi phần, mọi chi tiết sẽ được em Trâm giới thiệu qua video này để các bác nắm được về chiếc xe Mazda 2 của bên em. Đấy, vẫn còn đây, mực của nó này. Những cái vị trí ở đây là không có một tí xước nào các nhá. Đấy, chủ xe trước có rất là tận luôn này. Không có tí xước luôn ở những cái phần tay nắm cánh cửa. Đấy, vách cửa này. Đấy nhá, thì em sẽ quay các bác xem một số những cái chi tiết khác. Đây, một số những chi tiết khác mà em đang bắt đầu giới thiệu đây. Đây là cái, một cái cánh cuối cùng của chiếc xe và thêm vào bên trong nội thất. Và tí em sẽ quay vào đến cái phần khu vực chính của chiếc xe này. Khu vực chính luôn nhá. Đây, vách cửa này, tất cả bu lông ở những cái vị trí này là chưa tháo, chưa vặn nhá. Tem mác của xe còn nguyên. Đấy, rất là sáng luôn nhá. Đây, những cái phần nhựa ở đây này, có thế này. Không xước sát gì luôn này. Kể cả như vị trí này nhá, không có chút xước sát nào cả, đúng không ạ? Đây, vô lăng nhá, em quay các bác xem phần vô lăng này. Đây, vô lăng của xe thì như mới luôn, không bị mòn. Nếu mà mòn thì xe sẽ đi nhiều, đúng không ạ? Còn thì đây, chiếc xe này của em nó không bị mòn luôn này. Đấy, những cái phím tích hợp trên vô lăng rất là hiện đại. Và chiếc xe được thiết kế hệ thống chống trơn, chống trượt. Đấy, đây, các bác bấm vào đây nhá. Thiết kế ra phần khu vực nội thất rất là đẹp mắt luôn. Đây, ghế này được ngồi nhiều nhất đây. Ghế da zin nguyên bản nhá. Và ghế này được ngồi nhiều nhất đây ạ. Đấy, bây giờ thì em mời các bác xem vào đến khu vực khoang máy của xe nhá. Chiếc xe không thiếu bất cứ một cái đồ nào, không bị mất đồ nào nhá. Đồ đạc của xe vẫn còn nguyên vẹn luôn nhá. Không thiếu một cái đồ nào ở khu vực trên xe, kể cả như là trong khu vực khoang máy này hay khu vực bên ngoài cho đến phần nội thất bên trong. Và khu vực máy và số của xe thì cũng bảo hành cho bác luôn, là máy số nguyên zin. Máy số nguyên zin nhá. Chưa động chạm, chưa bổ máy. Chưa bổ máy và chưa bổ số. Đây, cabo này. Đấy, zin đét luôn. Da máy của xe rất là sáng, như đời 2020 luôn, đúng không ạ? Các bác lưu ý là xe chạy hơn 2 vạn nhá. Cái máy như vậy thì bây giờ em vào trong phần ngồi ở khu vực khoang máy. Ngồi, em sẽ ngồi vào khu vực ghế lái của xe và sẽ bật chìa khóa lên cho các bác xem luôn. Đấy. Đây, em bấm đề luôn nhá. Đạp phanh và bấm đề luôn. Đấy, một phát đề luôn, nổ ngay. Điều hòa mát rất là sâu và gió rất là to. Đấy, điều hòa đây nha các bác nhá. Hệ thống đầu đài âm thanh của nó là nguyên zin. Nguyên zin theo xe. Đấy, đây là những cổng AUX này, USB này. À, những cái các bác vặn ở đây nhá. Vặn đây và điều chỉnh những cái phím này ở trên màn hình trên màn hình của xe, trên màn hình tablo.
Đây, còn đây là phần đồng hồ xe nhé các nhá. Đấy, xe được chạy 2 vạn 9 nhá. Đây em bấm cái nút này điều chỉnh cho bác mình xem. Xe chạy là 2 vạn 9. Đây là báo, như là báo mở cửa này, báo tắt dây an toàn này. Còn đây là báo phanh tay. Nút để lỗ thông minh của xe được làm ở vị trí này. Nói chung là những cái một số những cái nhỏ khác thì các bác nếu mà mua về mình tìm hiểu sau. Em giới thiệu một số những cái cơ bản chi tiết của xe thôi. Như vậy thì video em cũng đã làm đến đây là tương đối đầy đủ chi tiết về chiếc xe Mazda 2 này. Các bác hãy có nhu cầu về chiếc xe này thì hãy liên hệ sớm như bên em nhé. Theo số điện thoại vừa rồi em đọc 093 8586 307 và 0389 000 555. Các bác hãy đến với cửa hàng bên em để được lựa chọn cho gia đình mình một chiếc xe phù hợp, một chiếc xe ưng ý nhất nhé. Đấy thì video em cũng đã làm chi tiết đầy đủ. Các bác hãy đến trực tiếp địa chỉ tại phố Nguyễn Thời Trung, gần bến xe Hải Tân và gần cầu Cất để được xem xe. Đấy, và các bác nhà mình ấy, em lưu ý một chút nữa nhá, là nếu các bác nhà mình ở xa không đến xem xe được thì bên em sẽ ship xe đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, chỉ cần các bác gửi em một chút tiền xăng cộ thôi thì em sẽ ship xe tận nhà cho các bác mình xem nhá. Đấy rồi, ok. Video em cũng đã làm xong và hẹn gặp lại các bác vào những cái video, những chiếc xe lần sau.